Thật sự là tôi không hiểu bằng cách nào mà những người thợ thủ công, những người thợ mộc lại có thể làm chính xác đến như vậy. Tất nhiên là những cây tre nuôi trồng tự nhiên thì nó không thể đều tăm tắp như những thanh sắt được làm ra từ những cái lò luyện được, nhưng họ đã làm với độ chính xác cực cao. Các bạn thấy khuôn viên của cái nhà mái vòm này, nó vào khoảng 1.000 m², trần cao không dưới 25 m, vậy mà làm cực kỳ chính xác. Nhưng những kiến trúc nhà thờ không hiểu bằng cách nào mà họ lại làm chính xác được đến như vậy. Đó, đúng là những người thợ thủ công, những người thợ mộc kỳ tài. Tôi quay từ dưới chân cột lên để các bạn xem.